Ngày 3 tháng 8, Công an huyện Châu Thành trao trả tài sản cho anh Lê Ngọc Thi, cư trú ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Số tài sản gồm một máy tính bảng, một điện thoại di động. Anh Thi để tại chòi giữ giường và bị trộm vào ngày 29 tháng 7. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Châu Thành tiến hành làm việc với hai đối tượng Đặng Ngọc Nhân, cư trú ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý Đông và Tiêu Quốc Thanh, cư trú ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Cả hai đã thừa nhận hành vi trộm tài sản và dương tính với chất ma túy. Lúc 6 giờ ngày 6 tháng 8, tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo phát hiện bắt giữ Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1978, cư trú ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc. Nguyễn Minh Trí tham gia đánh bạc và bị công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang. Trong thời gian cơ quan điều tra cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú, Trí đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã về tội đánh bạc vào ngày 4 tháng 6 năm 2021. Công an xã Lương Hòa Lạc đã bàn giao Nguyễn Minh Trí cho công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 4 người chịu mức phạt 16,5 triệu đồng là Phạm Thị Diễm Hằng, sinh năm 1978, cư trú ấp Phú Khương A, xã Phú Kiết. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1968, Trần Thanh Phong, sinh năm 1984 và Lê Tấn Phúc, sinh năm 1978, cùng ngụ ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An. Một người bị phạt 15 triệu đồng là Trần Thị Cẩm Dân, sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Và một người bị phạt 7,5 triệu đồng là Phan Văn Chính, sinh năm 1974, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. Những người này đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện bắt quả tang khi đang tụ tập tổ chức đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Sáng 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai quyết định của Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 4 đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, 4 đối tượng này cùng 4 đối tượng khác bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đang đánh bài tại một quán giải khác thuộc ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Tại thời điểm này, nhân dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đang phải thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ theo quy định, Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt 8 đối tượng, mỗi đối tượng 15 triệu đồng. Công an thị xã Cai Lậy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tâm, sinh năm 1998, cư trú ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tâm nghiện ma túy đá từ năm 2019. Vào tháng 7 năm 2021, Tâm mua ma túy để sử dụng và mang đến một nhà trọ trên địa bàn phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy để bán, thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ, thu giữ 2 túi ni lông chứa chất ma túy đá, tạm giữ 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 300.000 đồng. Đồng thời điều tra làm rõ hành vi vi phạm của 8 đối tượng liên quan đã mua ma túy của Trần Thanh Tâm. Ngày 4 tháng 8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Trần Quang Quấn, sinh năm 1988, cư trú phường 1, thành phố Mỹ Tho, để điều tra làm rõ, xử lý về tội làm tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, Trần Quang Quấn đã sử dụng Facebook cá nhân với nick Quấn Trần để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, bịa đặt thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Hành vi của Quấn đã bị Công an Tiền Giang mời làm việc và cho cam kết không tái phạm, nhưng Quấn vẫn cố tình vi phạm nhiều lần. Tiến hành khám xét chỗ ở của Quấn, lực lượng công an thu giữ một điện thoại di động để đăng nhập Facebook, một hộ chiếu, một chứng minh nhân dân tên Trần Quang Quấn. Thông qua vụ việc này, đồng chí Thượng tá Trần Minh Hải, trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã có những cảnh báo đối với những ai đã, đang và có ý định hoạt động chống phá nhà nước. Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu tất cả những người dân cần hết sức cảnh giác, thận trọng khi truy cập vào các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, là không nên chia sẻ hoặc là bình luận, đăng tải các bài viết có nội dung xấu, mang tính chất phản động sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật. Theo điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì quy định như sau: tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam thì có 3 khoản. Trong khoản 1 thì nó có 3 điểm. Điểm A là làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin,
tài liệu vật phẩm có nội dung xuyên tạc Ủy ban Chính quyền Nhân dân. Điểm B là làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Điểm C làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm có nội dung gây chính trị tâm lý. Khoảng 2 thì phạm tội là trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm cho đến 20 năm. Rồi khoảng 3 là người nào chuẩn bị phạm tội này thì phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mọi người dân đều có quyền tự do thể hiện quan điểm chính kiến cá nhân, nhưng cần phải tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, làm điều vi phạm pháp luật, để rồi biến mạng xã hội Facebook thành công cụ xâm hại cá nhân, tổ chức xâm hại quốc gia, dân tộc mà mình là chủ thể, có nghĩa vụ phải bảo vệ, gìn giữ.